Chào tất cả bạn, em tên là Lưu Kiều An, mã số sinh viên là CUV019HP12. Thì ở cái video này thì mình sẽ bình phẩm là một câu nói là hơn thua sò chính mình hôm nay phải hơn mình hôm qua. Thì ở cái câu nói này thì mình sẽ phân tích ra từng cái câu một. Thì đã phân tích ra thì đầu tiên là cái câu là hơn thua sò ở chính mình. Thì cái khái niệm mà mình tìm hiểu được là cái từ hơn thua, nó cái từ kiểu là hai người so sánh với nhau ấy, hoặc là người với người, hoặc là người với tổ chức, hay là vừa người với bất cứ ai đó, có nghĩa là so sánh cái thứ hơn của bản thân và cái bản thân mình hơn người ta cái gì và cái thứ gì mà mình thua kém hơn người ta. Thì ở cái này người ta kiểu như bản thân mình luôn muốn kiểu thể hiện cái bản thân của mình lên, luôn 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 muốn người khác luôn phải chú ý vào những cái điểm mạnh của bản thân mình, luôn muốn người khác phải là học hỏi vào những cái thứ hay, cái thứ đẹp của mình, mà những thứ mà mình làm được, mà bản thân mình tự làm được, và những người khác, hoặc là có thể một số người khác có thể làm được nhưng mà không làm được tốt bằng như mình. Thì ở cái hơn thua này nó cũng là ở một cái mức độ cao nhất, ở cái tham nhu cầu Maslow, là cái bậc cao nhất, đó là cái bậc mà thể hiện bản thân, muốn tự thể hiện được cái bản thân. Thì bản thân chúng ta từ khi sinh ra cái tính là kiểu là không thể là buông bỏ được ấy, kiểu là mình đã có một lại muốn hai, mà đã có hai lại muốn ba, kiểu như các cụ có câu là có voi đòi tiên, lại còn có một cái câu nữa là ăn xin mà đòi số gấp, có nghĩa là chúng ta không biết cái điểm dừng của bản thân chúng ta ở chỗ nào. Chúng ta luôn luôn đã đạt được một thứ nào, một mục tiêu nhất định, mà chúng ta luôn luôn muốn đạt một cái mục tiêu khác, hoặc là một đã là một cái thành công to lớn rồi mà chúng ta luôn luôn muốn đạt một thành công to lớn hơn, hoặc là chúng ta kiếm được, ví dụ bản thân đã bạn đã ra mục tiêu việc 1 tỷ mà bạn đã kiếm được rồi, bạn luôn luôn muốn kiếm thêm, thì đấy là không có cái một cái cơ sở nào hoặc là một cái nấc thang nào mà có thể là có cái chiều đo là đủ là bao nhiêu, vì bản thân mình cũng không biết là đủ là bao nhiêu cả. Thì tiếp đến cái câu này có nghĩa là hai cái câu hơn thua sò chính mình, thì mình có hai cái chiều suy nghĩ là một tích cực và một tiền là tiêu cực. Thứ nhất là hơn thua sò chính mình, thì mình nghĩ là những cái gì thứ mà mình thua người ta thì mình có thể lấy cái điểm, cái thứ mà người ta làm được ấy, làm một cái mục tiêu cho bản thân mình, chứ mình không đi so sánh là mình hơn người ta thế này hay mình hơn người ta thế lọ. Còn một cái chiều hướng thứ hai suy nghĩ của mình là hơn thua sò chính mình, có nghĩa là bản thân mình chưa làm được thì đừng có lên so sánh bản thân mình với người khác, hay là cái những thứ mà người khác chưa làm được chưa hẳn là người ta chưa cố gắng, mà là do người ta không biết phải đứng ở chỗ nào, hay người ta không biết cố gắng chỗ nào, mà mình làm được mình cũng không nên kiểu là nhìn ở một cái chiều mà mình kiểu là mình không phải người trong cuộc, mình không nên phán xét người ta, chưa hẳn là mình đã tốt hơn người ta, hay là chưa hẳn là mình đã làm được, mà mình có thể là phán xét, mình có thể là góp ý, hay mình có thể là giúp đỡ người ta, chứ không nên kiểu là phán xét hay góc nhìn một chiều bản thân mình. Cái gì cũng thế, mình phải nên nhìn từ hai phía thì nó sẽ trực quan hơn. Thì tiếp đến là cái câu câu thứ hai, đó là mình hôm nay phải hơn mình hôm qua. Thì cái câu này thì cái câu nói lên tất cả rồi, thì có nghĩa là nó tạo ra một cái động lực, hay là một cái thứ gọi là thúc đẩy bản thân chúng ta phải thay đổi. Ví dụ như là mình hôm nay đã làm được một cái thứ gì đó thì mình ngày hôm sau mình phải là cố gắng đạt được một cái thứ gì mới hơn, mình phải là luôn luôn trau dồi và cải tiến, và mình phải là thay đổi theo cái xu thế và thay đổi theo cái sự phát triển của xã hội. Thì đấy là theo cái ý hiểu của bản thân mình, và cái hai câu là hơn thua sò chính mình hôm nay phải hơn mình hôm qua. Thì mọi người có cái suy nghĩ nào khác hay là cái gì khác thì mọi người có thể comment bên phía dưới. Mình cảm ơn.